Alo, Tông Di Rời, lời xài ngon quá. Tôi cắt cả nghìn khách rồi giờ lưỡi lục phải là sao đây shop? Dạ, chúng em có lưỡi JRL mới chính hãng Mỹ thay thế cho tông JRL luôn nha anh Điền Đô ơi. Ngoài việc lắp vừa riêng cho tông JRL, thì lưỡi sứ thần thánh này còn lắp vừa cho các dòng tông đơ binh quang chính hãng Mỹ luôn nha. Việc thay lưỡi mới sẽ giúp anh Điền Đô được những thứ sau. 1. Lưỡi JRL được thiết kế công nghệ cung blade hỗ trợ giảm nóng khi cắt. 2. Phần lưỡi sứ trên đã được xử lý sắc bén, giảm ma sát. Còn phần lưỡi dưới khí giúp hớt lực chuẩn hơn, giảm mỏi tay khi cắt lâu. 3. Vì là lưỡi sứ nên lưỡi JRL còn giúp giảm ồn khi cắt, ít gây ra ồn tiếng nữa nha. 4. Lưỡi được làm từ chất thép cao cấp không rỉ, cực sắc bén, cắt ngọt và độ bền của lưỡi cao. Khách hàng lưu ý trước khi mua sản phẩm, lưỡi tông JRL chính hãng Mỹ là công nghệ USA nhưng được sản xuất tại nhà máy Trung Quốc. Tương tự như hãng điện thoại Samsung, công nghệ của Hàn Quốc nhưng có nhà máy sản xuất tại Việt Nam vậy đó anh chị. Chúng em cam kết là chính hãng 100% nên anh chị cứ yên tâm nha. Phụ kiện đi kèm thêm gồm một thanh nhựa hỗ trợ chỉnh lưỡi. Giá ưu đãi khi mua trong tháng 5 2023 là 420.000 đồng. Đặt câu hỏi khi có thắc mắc hoặc liên hệ chúng em qua Zalo 0934 352 155, Facebook Thần Kinh Tóc, website thankinhtoc.vn, địa chỉ 307 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6 để trải nghiệm sản phẩm thực tế,